các bạn shop vừa về một đợt hàng mới ha. Đồ bộ lẫn cổ tiên nha, màu này là màu xanh đậm ha, màu xanh đậm thun cô tông ha, co giãn cực kỳ tốt luôn nha. Các bạn xem độ co giãn của nó nè, co giãn rất là thoải mái luôn nha, co giãn tới tận 4 chiều luôn nha, cho nên mặc lên form không những đẹp mà còn rất là thoải mái luôn ha. Cái mẫu mình đang mặc là hình cá nha, là biểu tượng của người Hoa đó. Người ta hay Tết người ta hay trưng những con cá, có nghĩa là phiên âm phát ra của nó là dĩ dĩ, có nghĩa là theo tiếng Hoa là có dương, cho nên khi người ta hy vọng là năm nào cũng có dương, cho nên sử dụng con cá này làm biểu tượng trưng Tết nha. Hình hình tốt ha, và không sợ bị bong chóc ha, hình cá rất là đẹp luôn nè. Cái này mình mặc Tết sẽ rất là có không khí Tết luôn ha. Mẫu này là cổ tiêm nha, vạt sẽ ngắn dài ha, quần là quần liên thun nha, co giãn rất là thoải mái luôn ha. Có hai túi sau nha, mình để điện thoại vô tư luôn ha, có thể để được iPhone Plus luôn ha. Free size dành cho mấy bạn từ 70 tới 80 kg mặc vừa nha, 85 kg cũng có thể vừa ha. Tùy chiều cao inbox thì nhân viên sẽ gửi số đo cho các bạn xem nha. Hàng của shop á, là hàng tuyển nha, cho nên các bạn mua hàng lưu ý ha. Big Lady ha, Big Lady có trái tim và LS nha, thun cô tông rất là đẹp luôn, rất là láng nguyện nha. Và quần của nó là dạng như quần lưng thun nha, quần lưng thun ha, quần lưng thun co giãn rất là tốt luôn nè. Ở đây ngay cái phần đáy của nó là có dằn chỉ nha, có dằn chỉ ha, cho nên mình mặc là không bị sợ bị té khi bung chỉ đâu nha, vì chiếc thun và đường chỉ của nó rất là chắc luôn ha. Cái này mình dùng lực mạnh nè đó, cho nên các bạn mặc là vô tư luôn, không sợ bị như hàng ở ngoài nó bán á, mặc vài lần là bung chỉ hay gì ha. Các bạn mua hàng bên shop bên style thì yên tâm nha, giá một bộ như vậy chỉ có 290.000 thôi ha. Mình mua một bộ vậy, mua một được hai, mình có thể tách cái áo này ra mình mặc cái đồ riêng cũng được nha, mình có thể tách ra